công viên một ngày nắng toát mồ hôi, chưa trời chưa chật ra, bê mấy cái loa súp để ra đụng cái chỗ nắng nhất quay cho các bác cùng xem. Xin trân trọng giới thiệu toàn thể các bác một cái mẫu loa súp sử dụng củ loa neo, mà lại đến từ một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng trên thế giới là củ loa của Kaire, đến từ Ý, Kaire Italy Speaker, một trong những củ loa mà bây giờ phải nói thật như này: nếu như em có tầm 5 tỷ, em sẽ đầu tư thẳng vào hãng Kaire này, bởi vì Kaire này ở Việt Nam là chưa có đại lý và chưa có ông nào nào. Trên thế giới chỉ có đúng Kaire sản xuất tại Ý và không có nước trung gian thứ hai thứ ba. Sản xuất hoàn toàn tại Ý và củ loa được xuất đi toàn cầu trên thế giới. Đấy là nguồn gốc xuất xứ của củ Kaire. Thứ hai nữa là củ loa này là sử dụng củ nam châm neodymium nên là trọng lượng của cái loa nó rất là nhẹ. Đâu đó nó khoảng tầm 9 cân rưỡi 10 cân. Nó chỉ khoảng tầm ý thôi. Và các bác nhìn thấy luôn cả cái cuộn dây vicon này. Đó. Nhìn trông nó rất là đẹp. Đó, củ Kaire. Full 100, nhưng con này cũng rất là lớn nhá. Con này em vừa tháo ra thấy là nó đúng như quảng cáo, cái quên mất không tìm thông số data set ở trên mạng để xem bên trong thùng đây này. Củ này rất là nặng nhá. Ý da, thôi. Kaire Italy. Đấy, bên trong thùng này, bông này, có cả spider, tức là có người nhện nhá. Về trong tình trạng hàng vãn, các bác nào có quan tâm thì hú cho em. Và cái củ loa này nó rất là nhẹ công suất, tức là yêu cầu công suất đánh nó rất là nhẹ nhàng. Đâu đó nó khoảng tầm 1200W là các bác có thể đánh ok. Nếu mà dùng đẩy công suất tầm 1500 đến 1800 đánh thì chắc là càng hơn rất là nhiều, bởi vì côn 100 mà củ neo thì đâu đó công suất chạy nó khoảng tầm 1200, khoảng tầm 1200. Đó. Còn củ tự thường nó khoảng tầm 900 đến 1000W. Nhưng cũng có loại, một số loại nó côn 100 nhưng mà công suất phải chạy của nó rất là lớn, lớn kinh khủng luôn. Dòng này là series bộ loa chuyên dùng cho ultra long phát huy siêu trầm, tần số thấp, đánh được cái tiếng bass nó mềm, êm, sâu mà không phải cái loa nào có đánh được đâu. Lại quay lại với chủ đề củ loa đến từ thương hiệu Kaire. Như em đã nói, em có tầm 5 tỷ là em sẽ chính thức là đại lý đầu tiên tại Việt Nam, gần như là đầu tiên tại Đông Nam Á luôn, đứng thai thứ ba kìa, là sẽ cung cấp hàng loạt cho các bác củ loa Kaire với chất lượng rất cao, giá thành nó chắc chắn là cũng sẽ đâu đó nó ngang ngửa với Eighteen Sound hoặc là BNC. Nhưng mà em nghe phong phanh đâu đó là cái thông tin Kaire này sắp bị là Eighteen Sound hay là BNC họ mua lại rồi, hai ông đang tranh giành nhau. Kaire sản xuất củ loa rất là chất lượng nhé, rất ok nhé. Các bác còn nhớ thì một số dòng loa DK Data King, một số dòng củ loa ấy, thì họ sử dụng cái khung xương này, nó giao diện khung xương nó tựa tượng như này. Củ từ thường bắt 30 thì là nó sử dụng củ khung xương của hãng là Kaire. Kaire thì không chê được, hàng ngày là nó cũng giống như là Fighter Pro, giống như VNC đấy, và nó cũng giống như là Eighteen Sound, là nguồn gốc xuất xứ là từ Italy, tức là Ý. Và những cái sản phẩm do người Ý người ta nghiên cứu phát triển và chế tạo cũng như là cung cấp ra thị trường thì luôn luôn khẳng định được là có một cái chất riêng, nó không giống cái này hoàn toàn, không giống cái kia hoàn toàn, nó chỉ giống như là ví dụ như là cái củ loa thì nó giống như các cái củ loa khác, là chúng ta đưa công suất tín hiệu đầu vào thì loa nó sẽ phát ra tiếng ví dụ thế. Thôi được rồi, quay qua cho các bác nhé, khoảng tầm 5 phút giới thiệu qua về cái súp này thôi. Súp này thì về đây nó có tình trạng là 4 chiếc viên đan viên kiện bãi, và em sẽ vệ sinh cũng như là chắc chắn là phải sơn lại thục rồi. Đó. Cái báo đơn là về được 12 chiếc mà về bây giờ có 4 chiếc còn lại không biết là vứt đâu. Đây là cái nam châm nhá. À, cái này kể lại với cái nam châm. Cái nam châm này gọi là nam châm vòng nhá. Nam châm này gọi là nam châm vòng nhá, neo vòng nhá. Còn neo mà nó xếp từng viên bi đây gọi là neo bi. Còn cũng có loại nam châm như này nữa, nhưng các bác đưa cái ốc hay kim loại gần đây mà nó không hút thì là nó nằm một cục nam châm trong giữa này, gọi là neo cục. Nhưng neo cục nó có mấy loại nhá, có loại thì sử dụng neo cục như là một nam châm, nhưng có loại thì lại sử dụng neo cục như lại hai nam châm. Còn chi tiết như thế nào thì em không kể đâu nhá, bởi vì ghi đó là kể ra nó mất nhiều thời gian lắm, phải có nguyên mẫu để
quay cho các bác xem thì các bác mới hiểu được. Chứ còn các bác mà muốn tìm hiểu về tại sao là cũng là neo nhưng lại hai nam châm nó dính kiểu gì thì các bác có thể lên trên mạng xem, chịu khó Google dịch vào xem các website của Tây ấy, họ sẽ nói và sẽ giải thích cho các bác, kể cả website chính thức của các thương hiệu cụ loa thì họ cũng sẽ nói luôn. Còn như bên em thì em nhìn nó giống cái gì thì em tải giống cái đó thôi. Cái này là sử dụng nam châm, này gọi là neo vòng nha. Còn nam châm nó một cục ở giữa thì gọi là neo cục, nhưng mà neo cục thì dí ốc và ria này nó không hút đâu. Đó. Có loại như này nữa nhưng nó xếp từng viên bi gọi là neo bi đấy. Thì với loa bass chúng ta sẽ có ba thể loại nam châm với cụ loa neo. Đó là neo vòng, neo cục và neo bi. Còn với phiên bản cũ loa từ thường thì nó có đúng một loại là neo vòng. Đó. Bát rất là xịn luôn, cái màng của nó đây dính bụi bẩn kinh không. Về này là phải vệ sinh lại hết. Đó. Về này là phải vệ sinh lại hết. Làm này nó mất khá nhiều thời gian đấy. Tầm một tuần nữa nha. Các bác nào có quan tâm thì một tuần nữa là xong. Về cả thùng, về và cả cụ loa. Em sẽ quay cho các bác xem. Thùng về như này thì giá được rẻ này. Về nó như nhất này thì gọi là giá rẻ này. Đấy. Nhưng mà không rẻ lắm đâu. Các bác nào muốn biết giá thì em mua trực tiếp nha. Em không báo giá công khai. Bởi vì những hàng này không phải ở đâu cũng mua được đâu. Nhiều anh em là cũng thấy thế, cũng mua về xong là đăng câu view luôn. Nhưng mà hỏi thì đúng nào cũng hết hàng. Còn các bác nào mà anh em sợ là muốn lấy mà ung xuống lượng về để kiếm ăn thì hãy lâu cho em nhé. Cái này thì nó sẽ phù hợp với không gian diện tích trong phòng, ưu tiên ở trong phòng hơn là ngoài trời. Bởi như cái series này họ thiết kế ra là chắc chắn là sẽ sử dụng trong ba bác phòng kín, tức là không gian trong nhà. Còn nếu mà ra ngoài trời thì chúng ta sẽ cần cái thùng xúc đơn, một là hầm, hai là kích cỡ mặt nhưng mà nó to hơn thì nó mới ăn ra được cái khối lượng thể tích thùng, và lúc đó cái lực đánh cũng như cái trường âm của nó phổ xa hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn. Còn cái này bây giờ ngoài trời thì đánh cũng gọi là thể hiện thôi, nó không hết chất được, bởi vì FPL đỉnh của nó đâu đó nó chỉ tầm 127-133 dB thôi là hết cỡ rồi. Đó, các bác nào quan tâm thì hú cho em nhé. Xin chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những video clip lần sau.